Theo điều tra, Tùng làm nhân viên một công ty sản xuất giày trên địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Để có tiền tiêu xài, Tùng chụp hình ảnh giày của công ty rồi đăng bán trên mạng xã hội với giá rẻ 450.000 một đôi. Sau khi có người đặt hàng thì Tùng tiếp cận Thắng là bảo vệ của công ty, lấy trộm giày công ty mang ra ngoài bán và hứa cho Thắng 100.000 một đôi thì Thắng đồng ý. Sau lần đầu trót lọt, thấy dễ kiếm tiền, Tùng tiếp tục trộm 19 đôi giày khác mang bán được 9,5 triệu đồng. Đến cuối tháng 8 năm 2022, lợi dụng sơ hở của bảo vệ mới, Tùng tiếp tục lấy trộm được 24 đôi giày khác bán được 12 triệu đồng. Số giày trộm được Tùng đem bán cho Lê Sĩ Trọng, 24 tuổi quê Hà Tĩnh. Sau đó Trọng tiếp tục bán lại giày cho Trần Ngọc Phúc, 27 tuổi quê Cà Mau với giá từ 700.000 đến 1 triệu 2.